Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án xây dựng chuỗi cung ứng cá tra cá ba sa bền vững tại Việt Nam do Liên minh châu Âu-EU tài trợ trong khuôn khổ chương trình Switch Asia của EU. Cơ quan chủ trì thực hiện dự án này là Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam. Dự án sẽ giúp nâng cao tính cạnh tranh của cá tra Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong đó, EU sẽ hỗ trợ trực tiếp toàn bộ chuỗi cung ứng cá tra từ khâu ươm, sản xuất thức ăn, nuôi và chế biến của Việt Nam đến các nhà xuất nhập khẩu và người tiêu dùng. Đồng thời, dự án cũng giúp trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà sản xuất quy mô hộ gia đình áp dụng các tiêu chuẩn bền vững hiện hành như ISC Global GAP, hướng tới sản xuất bền vững nhằm nâng cao tính cạnh tranh của ngành cá tra trên thị trường thế giới. EU hiện đang là thị trường lớn nhất cho xuất khẩu cá tra Việt Nam. Dự án sẽ được thực hiện trong 4 năm, từ năm 2013 đến năm 2017.